Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 6 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Xin chào tất cả quý vị, chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì con khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo, được mọi người tôn kính. Những người tuổi khỉ vì thế mà thông minh, sắc sảo và luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống. Họ là người có uy quyền và có địa vị. Những gia chủ tuổi Giáp Thân họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và cùng với đó chính là niềm hạnh phúc cho những người khác. Thưa quý vị, bởi vậy, những gia chủ tuổi Giáp Thân luôn có rất nhiều những mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè, người thân xung quanh yêu mến vô cùng. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và thấu hiểu mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Và chính vì bởi như vậy cho nên là trong công việc thì họ luôn là người cảnh báo cho mọi người những nguy hiểm đang rình rập phía sau. Và cũng nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Thân dễ dàng có thể thấu hiểu được rất nhiều những nỗi tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác và từ đó họ sẽ có những cách chia sẻ giúp đỡ phù hợp. Trong tháng 6 âm lịch năm 2022 thì những gia chủ tuổi Giáp Thân phải phạm phải cái hạn xung thái tuế và đây là một năm mang lại khá nhiều trắc trở đối với tuổi này. Vậy thì với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình thì những khó khăn trắc trở đó đương nhiên là sẽ không khiến cho những gia chủ tuổi Giáp Thân nhụt chí, bởi vì họ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên trong năm 2022 Nhâm Dần này thì gia chủ tuổi Giáp Thân dễ dàng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn đó. Và tử vi học dự báo rằng tháng 6 âm lịch chính là thời điểm rất đột phá của những quý vị gia chủ tuổi Thân. Vậy thì vận trình tài lộc của quý vị gia chủ tuổi Thân trong tháng này thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần nắm bắt. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Giáp Thân sinh năm 2004, mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước trong suối. Bên ngoài, người tuổi Thân là người hoạt bát, nhanh nhẹn và có mưu trí. Họ khá nghịch ngợm và linh hoạt, dù trong công việc hay cuộc sống, là những người rất biết cách ăn mặc và chăm chút cho bản thân. Những người Giáp Thân đa phần có ngoại hình đẹp, hiền lành và dễ gần. Người tuổi Giáp Thân có rất nhiều tài lẻ thiên bẩm. Họ rất giỏi những vấn đề mang tính nghệ thuật và biết giỏi rất nhiều thứ khác nhau. Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những người tuổi Thân họ có thể vẽ giỏi, hát hay, nhạc cụ chơi tốt và các việc vặt thủ công hay may vá họ đều rất giỏi và nhạy bén. Người tuổi Giáp Thân thường không chịu thua ai, họ luôn muốn mình làm được và phải làm được, không dễ gì có ai giỏi hơn họ. Họ có lòng đố kỵ rất lớn, khi nóng giận lời nói khá cay nghiệt, nói năng tùy tiện, tính tình dễ thay đổi, lúc nóng lúc lạnh khó lường. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của những quý vị gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, vận trình của quý vị gia chủ khá bình ổn, không có điều gì quá đáng ngại, tuy nhiên vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào mang tính đột phá. Về phương diện học tập, bạn khá nhanh nhạy và biết suy nghĩ nên có thể tự mình tìm ra những phương pháp học tập phù hợp, cải thiện thành tích trong năm mới. Kỳ thi đại học và tốt nghiệp trung học phổ thông đang đến rất gần, thời gian này hãy tập trung cao độ vào việc học tập, tránh phân tán tư tưởng để đạt được kết quả tốt nhất. Có điều cần chú ý có điềm báo thị phi hung hại, tiểu nhân đe dọa, nên quý vị gia chủ làm gì cũng không nên chủ quan, nhất là cần tránh ngay tình trạng ngựa non háu đá. Ngoài ra cần chú ý vấn đề ăn nói, đừng quá tùy tiện kẻo ảnh hưởng đến cả bản thân và uy tín cha mẹ. Chuyện tình duyên của gia chủ trong tháng này không được thuận lợi do bị kẻ tiểu nhân bên ngoài quấy phá gây bất lợi, ảnh hưởng tới chuyện yêu đương. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp bính dương hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thân. Nếu có cơ hội tốt thì cần phải nắm bắt, tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Giai đoạn này, gia chủ tự biết cách điều chỉnh bản thân để tìm ra phương thức học tập phù hợp nhất, đạt thành tích cao nhất. Nhưng do tác động xấu từ hung tinh, lại có nhiều sao cô khắc về mặt cảm xúc chiếu, bạn dễ gây chuyện thị phi vì thái độ vô kỷ luật, thậm chí là có lúc ảnh hưởng đến việc học tập, không giữ được sự tập trung, khiến cha mẹ thầy cô phàn nàn. Ngoài ra áp lực học tập, điểm số khá lớn khiến cho tinh thần của con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng, cha mẹ nên lưu ý để giúp con vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Giáp Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Với sự hỗ trợ từ phía gia đình, bằng sự khéo léo của bản thân, gia chủ Giáp Thân hầu như không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong tháng 6 âm lịch này. Tuy nhiên, bạn cũng không nên thấy tiền trong túi đang rủng rỉnh mà tiêu xài quá trớn, cần tiết chế ham muốn của mình, nếu không sẽ dễ dẫn đến phát sinh thêm khoản chi, thậm chí là gây ra áp lực kinh tế không chỉ cho bản thân mà cả gia đình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của gia chủ trong tháng này có phần suy giảm, dễ bị ốm đau bệnh tật, đặc biệt liên quan tới hô hấp. Trong tháng này, gia chủ Giáp Thân nên tập luyện thể thao, ăn uống một cách khoa học để có một sức khỏe tốt. Ngoài ra, bạn cũng có thể gặp một số vấn đề về dạ dày, đường tiêu hóa do ăn uống và sinh hoạt không điều độ. Khi thời tiết thay đổi, bạn nên đặc biệt chú ý tới các bệnh về hô hấp, tim mạch. Nhờ được phúc tinh cao chiếu nên nếu có bệnh cảm mạo, đa phần bạn đều được hóa giải và xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng quá lớn. Các quý vị gia chủ Giáp Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Trong tháng này, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, Giáp Thân đều không vượng đào hoa. Hoặc cho dù có gặp được người khiến trái tim mình rung động thì mọi chuyện cũng khó mà đi đến cái đích như mong muốn. Nam mệnh có duyên khắc phái nhỉnh hơn nữ mệnh, nhưng cần phải bỏ ra rất nhiều công sức và cả trí tuệ trong việc theo đuổi người ấy. Các mối quan hệ gia đình, họ hàng, bạn bè, thầy cô nhìn chung êm đềm, ít xung đột. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Giáp Thân trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 6 năm 2022, tức ngày 30 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 6 năm 2022, tức ngày 12 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đính Dần, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Thân trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 6 năm 2022, tức ngày 3 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Tỵ, có nạp âm Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 6 năm 2022, tức ngày 15 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Tỵ, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 6 năm 2022, tức ngày 27 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Tỵ, có nạp âm Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Thân sinh năm 2004 trong tháng 6 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau. Chúc quý vị mạnh khỏe, an khang, giàu có, hạnh phúc viên mãn.